Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Khoa học lớp 5 Bài 28 Xi măng Bài tập số 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. Xi si măng được làm từ những vật liệu gì? A là đất sét. B là đá vôi. C là đất sét và đá vôi. D là đất sét, đá vôi và một số chất khác. Thì em biết là xi si măng được làm từ đất sét, đá vôi và một số chất khác. Xi măng có màu xám xanh hoặc là nâu đất, màu trắng. Nói như vậy là xi măng được làm từ đất sét này, đá vôi và một số chất khác Kem trộn ID. 2.1 màu nào dưới đây không phải là màu của xi măng a là trắng b là xám xanh C là nâu đất và D là xanh thì em biết là xi măng có màu xám xanh này nâu đất này và trắng này còn màu xanh này không phải màu của xi măng em chọn ID Rồi tiếp theo em sang 2.2 Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của xi măng khi được trộn với nước A là hòa tan trong nước B là không hòa tan trong nước C là dẻo Và D là chống vị khô kết thành tảng cứng như đá Thì em biết là khi trộn xi măng với nước thì là xi măng không tan mà trở nên dẻo và rất chóng bị khô kết thành tảng cứng như đá rồi như vậy là hòa tan trong nước Thì đây không phải là tính chất của xi măng khi được trộn với nước Em chọn IA yeah. 2.3 Xi măng trộn với cát và nước tạo thành gì? A là bê tông B là bê tông cốt thép C là vữa xi măng Thì xi măng trộn với cát và nước Tạo thành vữa xi măng Khi khô trở lên cứng Không bị rạn Không thấm nước Chính vì vậy mà vữa xi măng Thường được dùng để chát tường Chát các bể chứa và xây nhà Như vậy là xi măng trộn với cát Và nước thì tạo thành Vữa xi măng Em chọn IC Rồi tiếp theo là 2.4 Bê tông được làm từ vật liệu gì? A. xi măng trộn với cát và nước. B. xi măng, cát sỏi hoặc đá trộn đều với nước. C. xi măng, cát sỏi hoặc đá trộn đều với nước rồi đổ vào các khuôn có cốt thép. Thì các em biết là dùng xi măng, cát sỏi hoặc đá trộn đều với nước ta được bê tông. Bê tông chịu nén tốt cho nên được dùng để nét được. A là xi măng trộn với cát và nước thì đây là vữa xi măng chứ không phải là bê tông. B, xi măng, cát sỏi hoặc đá trộn đều với nước thì chúng ta được là được bê tông. Như vậy bê tông được làm từ xi măng, cát sỏi hoặc đá trộn đều với nước. Còn xi măng, cát sỏi hoặc đá trộn đều với nước rồi đổ vào các khuôn có cốt thép thì đây gọi là là bê tông cốt thép. 2.5. Nên bảo quản xi măng như thế nào? A là để nơi khô ráo, thoáng khí. B là để nước ngấm vào, C là để nơi ẩm thấp. Thì muốn cho xi măng không bị hỏng thì chúng ta hạn chế xi măng tiếp xúc với nước và đặc biệt là không được để xi măng ở những nơi ẩm thấp và dễ bị nước ngấm vào. Như vậy là các em chọn là để nơi khô ráo và thoáng khí. Bài tập số 3, hoàn thành bảng sau. Xi măng sử dụng để làm gì? Vữa xi măng sử dụng để làm gì? Bê tông sử dụng để làm gì? Bê tông cốt thép sử dụng để làm gì? Thì ở đây em biết xi măng này là dùng để sản xuất ra vữa xi măng, bê tông và bê tông cốt thép. Xi măng mà trộn với cát và nước thì tạo thành vữa xi măng. Còn xi măng, cát, sỏi hoặc đá trộn đều với nước thì ta được bê tông. Còn nếu bê tông mà đổ vào các khuôn có cốt thép thì ta được là bê tông cốt thép như vậy xi măng dùng để sản xuất ra vữa xi măng bê tông và bê tông cốt thép rồi vữa xi măng thì để dùng để làm gì vữa xi măng thường dùng để chát tường chát các bể chứa và xây nhà bê tông bê tông do có tính chịu nén tốt cho nên được dùng để nát đường còn bê tông cốt thép thì dùng để xây các nhà cao tầng cầu tập nước. Rồi ở đây các em có thể tham khảo một số hình ảnh. Đây chính là vữa xi măng này. Dùng để xây tường, xây nhà này. Xây bể chứa này. Đây chính là vữa xi măng. Rồi, vữa xi măng dùng để để chát tường này. Đây là bác thợ, bác đang dùng vữa xi măng để chát tường này. Đây chính là vữa xi măng. rồi đây là hình ảnh hình ảnh bê tông này máy trộn bê tông đổ bê tông xuống này đây chính là là bê tông rồi còn đây bê tông mà đổ vào khuôn có có cốt thép người ta gọi là bê tông cốt thép bê tông cốt thép cốt ở đây có nghĩa là xương em nhé xương là xương là bằng thép và đan thép với nhau người ta gọi là cốt thép rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.